Xin chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hazu Việt Nam. Khóa học của chúng ta hôm nay là bài massage trị liệu toàn thân chuyên sâu. Khóa học massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho người đã có kinh nghiệm về massage trị liệu nói riêng hoặc có kinh nghiệm về ngành spa nói chung. Ngày nay với cường độ làm việc, học tập, áp lực công việc hàng ngày khiến cho khách hàng của chúng ta thường gặp phải các vấn đề căng thẳng, mệt mỏi, đau mỏi toàn cơ thể và nhu cầu chăm sóc cải thiện các vấn đề đau mỏi ngày càng trở nên cần thiết. Bài massage trị liệu toàn thân chuyên sâu với sự phối hợp đặc biệt của thao tác điều khí sẽ giúp giải quyết các vấn đề sau cho khách hàng. Thứ nhất là giúp lưu thông khí huyết, bài độc cơ thể và tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là giảm đau mỏi cơ xương khớp toàn cơ thể, giúp thư giãn, ngủ ngon. Thứ ba là giúp kiểm tra sức khỏe tổng quát vấn đề cho khách hàng để có thể có hướng trị liệu chuyên sâu hiệu quả nhất. Bài học massage trị liệu toàn thân chuyên sâu với cách hướng dẫn tỉ mỉ sẽ giúp cho người học có thể dễ dàng học và thực hành các thao tác trị liệu trúng đích để đạt hiệu quả ngay, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe bền vững cho khách hàng. Vậy học tập như thế nào để đạt hiệu quả? Thì bước 1 là học viên sẽ xem khái quát từ đầu cho tới cuối một video để nắm được tổng thể. Bước 2 là học viên sẽ học theo từng phần, xem từng động tác và làm theo để học thuộc. Bước 3 là học viên sẽ ghép các phần đã học lại với nhau để trở thành một bài hoàn chỉnh. Và bước 4 là học viên sẽ thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần để ghi nhớ và thành thạo. Học viên trong quá trình học tập nếu gặp bất cứ khó khăn nào sẽ được đặt câu hỏi và tương tác trực tiếp không giới hạn với đội ngũ giảng viên là các bác sĩ y học cổ truyền giàu kinh nghiệm 24/7 thông qua chat, điện thoại hoặc live stream. Bước 5, học viên sẽ trả bài bằng cách thi lý thuyết online và thi thực hành bằng cách quay lại bài thực hành của mình và gửi cho các thầy cô để chấm online. Học viên cũng có thể đăng ký thi offline tại Trung tâm Đào tạo nghề massage trị liệu Hazu Việt Nam. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học massage trị liệu toàn thân chuyên sâu là: thứ nhất, học viên được chủ động học tập bất cứ thời gian rảnh nào. Thứ hai là học viên được sở hữu tài khoản học tập và hỗ trợ suốt đời bởi Hazu Việt Nam. Thứ ba là học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học online và được ưu tiên khi đăng ký các khóa học offline nếu có nhu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với số điện thoại và địa chỉ trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể bình luận trực tiếp tại khóa học massage trị liệu toàn thân chuyên sâu để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video bài học tiếp theo.